kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Võ Văn Thưởng sẽ chấm dứt sự nghiệp tàn ác của Nguyễn Hòa Bình như thế nào? Thời gian gần đây, truyền thông và mạng xã hội liên tiếp đưa tin về tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Hòa Bình liên tục đưa ra các tuyên bố khẳng định Tòa án các cấp trong những năm gần đây, việc xét xử các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội và chưa phát hiện trường hợp kết oán oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Mới đây nhất vào ngày 6 tháng 11, khi trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14, tranh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình lại một lần nữa khẳng định rằng việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh đúng người đúng tội chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Quy định về việc kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Việc tránh án Nguyễn Hòa Bình liên tục xuất hiện với cùng một nội dung phân bua không có án oan với một tần suất dày đặc bất thường có liên quan gì tới việc Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 132 của Bộ Chính trị hay không? Theo tờ báo Nhân dân vào ngày 8 tháng 11 đưa tin, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 132 vào ngày 27 tháng 10 năm 2023 về việc kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nghĩa là việc vi phạm của các cơ quan Công an, Viện kiểm sát và tòa án các cấp trong các hoạt động tư pháp sẽ chính thức nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ và bài bản hơn phản ứng của dư luận đã hoan nghênh và cho rằng quy định 132 QĐTV của Bộ Chính trị là quy định hết sức cần thiết trong bối cảnh một bộ phận công chức ở trong ngành cơ quan tư pháp có nhiều biểu hiện lộng quyền, tham nhũng tiêu cực nhưng không bị kiểm soát và trừng trị. Trong khi các công chức quan chức khác khi vi phạm luật pháp thì bị xử lý bởi các cơ quan tư pháp nhưng đến khi các công chức quan chức trong ngành tư pháp vi phạm pháp luật thì lại cũng chính họ cùng với các cộng sự sẽ tự xử lý với nhau dẫn tới bất chấp quyền của pháp luật vụ án bưu điện cổ voi xảy ra tỉnh long an liên quan đến tử tù hồ duy hải là một ví dụ điển hình một thời gian rất dài dư luận trong nước và các tổ chức quốc tế cùng lên tiếng cho tử tù hồ duy hải viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có kháng nghị yêu cầu điều tra lại theo trình tự giám đốc thẩm đồng thời ủy ban tư pháp quốc hội cũng có ý kiến yêu cầu phải xem xét lại vụ án này. Vậy mà vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao do tránh án Nguyễn Hòa Bình đứng đầu tuyên giữ nguyên bản án tử hình đối với tử tù an Hồ Duy Hải tại phiên xử theo thủ tục giám đốc thẩm. Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình Ông Nguyễn Hòa Bình đã thừa nhận quá trình điều tra vụ án của Công an tỉnh Long An với các vật chứng quan trọng là con dao và cái thớt mà ông thủ sử dụng để gây án được thu tại hiện trường song nhân viên điều tra đã sơ xuất tiêu hủy rồi đi mua ngoài chợ về để mà đưa vào hồ sơ của vụ án vậy mà tránh án bình cho rằng việc đó tuy có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án công luận thấy rằng đây có lẽ là lý do vì sao ông nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị của đảng cộng sản việt nam được coi là người có tật giật mình và tránh án Nguyễn Hòa Bình đã nói dối quốc hội và nhân dân. Hay mới đây vào ngày 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa bất ngờ ra quyết định thi hành án tử hình đối với tử tù Lê Văn Mạnh. Một tử tù đã có 18 năm kêu oan bất chấp các phản ứng của dư luận trong và ngoài nước cũng như cộng đồng quốc tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Sau khi gia đình tử tù Nguyễn Văn Trưởng nhận được thông báo thi hành án của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thi hình án tử hình với ông trưởng. Luật sư Lê Văn Hòa đã vận động cộng đồng gửi đơn và tin nhắn đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các ban ngành về vụ việc này. Được biết, luật sư Lê Văn Hòa là giám đốc công ty luật trách nhiệm hiếu hạn và cộng sự, thuộc đoàn Luật sư của Hà Nội, nguyên là vụ trưởng ban nội chính Trung ương. Khi đó, luật sư Hòa viết trên trang Facebook cá nhân cho biết Chủ tịch nước, tức là ông Võ Văn Thưởng đã nhận tin nhắn và đang có chỉ đạo giải quyết. Để biết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có vai trò như thế nào liên quan đến quy định số 132 vào ngày 27 tháng 10 năm 2023 về việc kiểm soát quyền lực của các cơ quan tư pháp nói chung và cá nhân, ông tranh án đầy tay tiếng Nguyễn Hà Bình nói riêng, mời quý vị theo dõi phần 2 của thời báo chấm đề sẽ phát tiếp sau đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Chủ tịch Võ Văn Thưởng sẽ chấm dứt sự nghiệp tàn ác của Nguyễn Hòa Bình như thế nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại dịch Covid-19 và bài học chuyển bại thành thắng của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một trong những thảm họa của người dân Việt Nam trong những năm gần đây có lẽ là đại dịch Covid-19. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, tổng số người tử vong do Covid-19 lên tới con số 43.000 người. Đó là chưa kể tới hàng triệu người lao động mất việc làm do chính sách phong tỏa cực đoan. Điều đáng nói là cách thức điều hành chống dịch vô trách nhiệm và thiếu khoa học của chính phủ đã phát sinh tình trạng lợi dụng dịch bệnh để mà trục lợi của các tổ chức cá nhân trong bộ máy nhà nước. Vậy mà, báo chính phủ vào ngày 29 tháng 10 giật tít rằng Thủ tướng, tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam một lần nữa được khẳng định. Bài báo cho biết, sáng ngày 29 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương. Ông Thủ tướng, tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam một lần nữa được khẳng định. Ông đã nói như thế. Và đích thân Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định rằng thành công trong cuộc chiến chống đại dịch một lần nữa khẳng định tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực. Phát ngôn này cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố Việt Nam đã chống dịch COVID-19 thành công. Dư luận xã hội bất ngờ với tuyên bố của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và thấy rằng tuyên bố này hoàn toàn đi ngược lại với thực tế và kết quả chống dịch COVID-19 vừa qua. Trên thực tế, trong hơn 5 tháng cao điểm của đại dịch, tính từ tháng 4 đến hết tháng 9 năm 2021, chính phủ đã chỉ đạo thực hiện việc phong tỏa nhiều tỉnh thành phố, đặc biệt là các tỉnh phía Nam để mà phòng chống dịch COVID-19. Từ việc truy vết rồi đưa những người phơi nhiễm COVID-19 đi cách ly và điều trị tập trung là một chính sách sai lầm tai hại nhất. Bởi vì tại sao đã là cách ly mà lại còn tập trung? Nghĩa là đưa những người nhiễm và không nhiễm virus vào ở tập trung, khiến xảy ra tình trạng lây chéo và số người nhiễm bệnh tăng lên nhanh chóng. Cũng chính vì vậy mà nhiều người chết thiếu không kịp. Điều này đã làm cho hệ thống y tế bị quá tải người bệnh không được chăm sóc chu đáo, từ đó dẫn đến tình trạng tử vong tăng cao trong cả nước. Đó là chưa kể tới việc toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh bình thường ở các bệnh viện đối với các bệnh không liên quan đến Covid-19 thì hoàn toàn bị tê liệt, không thể hoạt động. Dòng người lao động từ Sài Gòn tháo chạy về quê trong đại dịch Covid-19 vào tháng 9 năm 2021. Chưa kể tới việc từ đầu tháng 5 năm 2021 chính phủ đưa ra các quyết định giãn cách xã hội mà thực chất là phong tỏa từng khu vực hoặc toàn bộ. Điều đó đã khiến tất cả các cửa hàng, các chợ truyền thống buộc phải đóng cửa trong nhiều tuần. Các gia đình ở khu vực nguy cơ cao như vùng đỏ không được phép đi mua thực phẩm và cũng không được nhận tiếp tế. Sau đó, mỗi hộ gia đình chỉ được phép ra đường 1 đến 2 lần một tuần để mà mua thực phẩm nhanh trong các siêu thị. Chính sách cực đoan và sai lầm đó đã khiến cho người dân hết sức lao đao trong điều kiện nguồn thu nhập quá mức hạn hẹp do không có việc làm. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê đến hết quý 3 năm 2021, có hơn 28,2 triệu người bị mất việc làm, giảm giờ làm, giảm thu nhập do tác động của đại dịch COVID-19. Mất việc làm và không được hỗ trợ kịp thời dẫn hệ quả là hàng triệu người lao động phải vượt vòng phong tỏa để mà tháo chạy khỏi các thành phố lớn đổ về quê nhà vẫn theo Tổng cục Thống kê, từ thời điểm tháng 9 năm 2021 đã có khoảng 1,3 triệu lao động ở phía Nam phải về quê vì cuộc sống ở thành phố và các khu công nghiệp quá khó khăn. Nghiêm trọng hơn, phải kể đến việc các quan chức nhà nước đã lợi dụng dịch bệnh để mà móc túi dân thông qua những vụ án như chuyến bay giải cứu hay chính sách xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để mà tiêu thụ kích xét nghiệm giả của công ty Việt Á. Trong vụ Việt Á, cơ quan điều tra Bộ Công an đã công bố đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố 38 bị can, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long và cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính Nhà báo Nguyễn Thông trong sa thút, thành ngữ mới, thành công tốt đẹp, đang trên trang Facebook cá nhân có cho rằng những người cộng sản vô thần và duy ý chí chỉ tin vào chính họ với họ chỉ có đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác nếu thất bại họ có cách nhất là bằng tuyên truyền truyền bại thành thắng họ chỉ nhấn mạnh ca ngợi tung hô thành công đồng thời phớt lờ đi ỉm đi những thất bại ngày trước khi họ nói thành công tốt đẹp thì dân tin còn nay dân hiểu rằng bên trong cái thành công tốt đẹp luôn chứa đầy ung nhỏn có thể vỡ ra bất cứ khi nào cho nên công luận thấy rằng chẳng có gì bất ngờ khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định con số 43.000 người tử vong trong đại dịch Covid-19 là một thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin của Thời báo.nay. Đại dịch Covid-19 và bài học chuyển bại thành thắng của Thủ tướng Phạm Minh Chính quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề